Xin chào Billboard Việt Nam. 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 Bùi Cát Tường đang có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và Tường vừa có một buổi rehearsal diễn tập rất là tích cực. Và chúng tôi đã tập nói chung là từ nhà ra sân khấu, từ sân khấu qua nhà, nói chung là liên tục. Để tối đêm nay với 60.000 người tại phố đi bộ Nguyễn Huệ là một cái kết cực kỳ đẹp cho một năm 2019. Tất cả mọi người, tất cả những nghệ sĩ ở đây đang rất là tất bật để mà chuẩn bị cho buổi diễn vào tối hôm nay. Cái không khí ở đây bây giờ rất là hào hứng. Vã hết mồ hôi mọi người à. Thật là nóng. Các nghệ sĩ sẽ được trình diễn những sản phẩm tốt nhất của mình, ánh sáng và âm thanh rất là chất lượng. Cùng với đó là sự tổ chức rất là chuyên nghiệp của ban tổ chức, cho nên là được tham dự ở đây cũng là một điều rất là vui đối với mình. Vừa hồi hộp nè, nhưng mà trong cái sự hồi hộp đó thì VN có một cái sự rất là phấn khởi luôn. Nói chung là perfect. Tập diễn ra rất là suôn sẻ và bọn tôi cảm thấy rất là tự tin cho show ngày hôm nay. Âm thanh rất là sướng ạ. Nói chung là anh em sẽ có một show vui. Tôi nghĩ là đêm nay là sẽ rất là bá cháy, sẽ bùng nổ. Đến với buổi tập ngày hôm nay thì chúng mình đem tới một cái sự nhiệt huyết cũng như là cháy hết mình đến sân khấu cao đao phố đi bộ ngày hôm nay. Oh yeah! 3 năm liên tiếp tụi mình đã diễn tại cao đao. Tụi mình cảm thấy rất là vui, rất là hào hứng. Tụi mình hứa là mình sẽ cháy hết mình, chuyên lửa để cho cái đêm khảo đào của mình bùng cháy hết cỡ. Yeah! Tối ngày hôm nay và mình và Minh lần đầu tiên biểu diễn cùng nhau một bài hát mà hai đứa mình đã làm chung, thì mình nghĩ đây sẽ là một khoảnh khắc đặc biệt, nhất là vào trong dịp năm mới. Mình rất là nôn nóng bởi vì đây là lần đầu tiên Minh với anh Hòa Prox biểu diễn bài hát này, nên là mình hy vọng mọi người sẽ đón nhận bài hát này một cách rất là nhiệt tình. Em cảm thấy rất là hào hứng và phấn khởi tại vì hết hôm nay là chúng ta đã bước qua năm mới 2020. Khi mà được đứng trên một sân khấu lớn và hành tráng như thế này thì em cảm thấy rất là tự hào, rất là vui tại vì em được tham dự Countdown Light, là một cái chương trình mà lớn ơi là lớn của Việt Nam. Hiện tại thì Trâm cũng như tất cả mọi người đang rất là háo hức để chờ đón thời khắc giao thừa, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Có nghĩa là những cái điều mà không may mắn, những cái điều chúng ta chưa làm được, chúng ta sẽ gác lại vào năm cũ và mở ra một năm mới thật là nhiều niềm tin yêu. Và tất cả những dự định chúng ta cố gắng trong năm mới, chúng ta sẽ thành công, chúng ta sẽ đạt được những điều đó. Mọi người có thể nghe được những cái âm thanh cuối năm rất là hạnh phúc. Đây là những cái thời điểm trong năm mà Thanh nghĩ là ai cũng có chút xíu thời gian để nhìn lại một năm 2019 đã trôi qua. Thanh mong mọi người sẽ ra đường phố đi bộ để đón nhận một chương trình Lights 2020 thật thú vị với nhiều ca sĩ, nhiều nghệ sĩ đứng đầu Việt Nam như Vũ Cát Tường, Sơn Tùng, BN Bích Ngọc, Minh. Và Thanh mong mọi người sẽ cùng với Thanh, cùng với hơn 65.000 người trên đường phố đi bộ sẽ đón mừng một năm 2020 thật thành công, thật hạnh phúc cho tất cả mọi người. Vậy thì còn chờ gì nữa? Mọi người ơi, tối nay hãy đến đường đi bộ Nguyễn Huệ. Là một sân khấu có thể đốt cháy tất cả những trái tim yêu nhạc ở bên dưới và làm cho cái không khí đón chào năm mới của chúng ta thực sự ý nghĩa và mang dấu ấn mạnh mẽ để năm sau chúng ta làm thì lại còn nhiều khán giả hơn, và Trâm sẽ luôn luôn là một fan của Countdown Light.